Chào các bạn, hôm nay Andy và các bạn sẽ học thêm một bài tiếng Anh nữa. Hôm nay chúng mình sẽ học bài của động từ to have về tương lai. Ok các bạn, về tương lai gọi là future. Tức nghĩa là bữa nay mình không có nhưng mà ngày mai, bắt đầu ngày mai hay là một phút nữa hay là năm mới, năm tới mình sẽ có. Vậy chúng mình bắt đầu nè các bạn thấy chưa nếu mà dùng động từ uh, to have nói về tương lai thì các bạn nhớ để cái chữ will cái chữ w i l l này vào will i will have có nghĩa là trong tương lai tôi sẽ có will cái chữ will này đánh nói khi mà các bạn bỏ chữ will vô có nghĩa là trong tương lai ok các bạn không có phải bữa nay hay là ngày hôm qua trong tương lai tôi sẽ có bên đây bên tay phải Andy đang tô đậm là một câu thí dụ cho các bạn nè khi các bạn bỏ chữ will vô vô là câu câu một cái câu đó sẽ đổi ý nghĩa cho cho hiểu là trong tương lai là để Andy đọc cho các bạn nghe nha I will have a boat next month. I là tôi will have tức nghĩa là sẽ có trong tương lai. A boat next month. A boat a là một boat là một con tàu hay là một con thuyền. Next là kế. Month là tháng vậy câu này dịch ra là tôi sẽ có chiếc tàu tôi sẽ có một chiếc tàu trong tháng tới các bạn thấy chưa đọc nhanh là I will have a boat next month. You nếu mà à, trong tương lai thì các bạn dùng cái chữ will cho chữ you luôn chữ he chữ she chữ it chữ we và chữ they các bạn bỏ chữ will và cộng cái động từ have vào. Các bạn thấy chưa? You will have. He, she, it will have and we, they will have. Dễ không các bạn? Chỉ bỏ chữ will này vào có nghĩa là của động từ tương lai. Còn nếu mà nếu mà các bạn không có trong tương lai tôi không có cái gì đó thì các bạn sẽ bỏ nói cộng chữ not các bạn bỏ chữ not chính giữa chữ will và chữ have I will not have các bạn thấy chưa I will not have trong tương lai tôi sẽ không có cái điều đó I will not have a boat next month trong tương lai tôi sẽ không có chiếc thuyền vào tháng tới you cũng như vậy các bạn you will not have các bạn bỏ chữ not chính giữa của chữ will và chữ have vào he she it will not have we hay là they will not have chúng tôi hay là chúng nó sẽ không có cái đó Còn các bạn muốn đặt câu hỏi thì đặt cái chữ will ở trước cái chữ ai hay là chữ you hay là chữ he chữ we Will I have Will I have a boat next month Tháng tới liệu tôi có chiếc thuyền không Will you have a boat next month Will he hay là will she Và cuối cùng là will we Hay là will they have a boat next month như vậy các bạn thấy chưa? Chỉ cộng chữ will vào là có nghĩa là cái câu đó hay là cái lời nói đó sẽ thành tương lai. Và nếu các bạn chưa bấm cái nút subscribe thì à, xin mời các bạn bấm vào để lần tới xem các video mới nhất của Andy ra. Andy xin chào các bạn nha!